nhau cho một video mới. Và trong video ngày hôm nay sẽ hơi khác biệt với các video mà trước giờ mình đã từng làm. Đó là bởi vì video này sẽ là về What's in my bag. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái túi mà mình rất là thích dạo gần đây. Và mình sẽ show cho mọi người xem những cái món đồ mình thường hay bỏ trong túi khi mà mình đi ra ngoài đường ha. Đây chính là chiếc túi mà mình muốn nói tới trong video ngày hôm nay. Thì đây là một chiếc túi dạng bucket bag. Nó là một cái túi trúc ở cái đầu miệng như vậy nè mọi người. Đó, giống như một cái túi bucket. Mình không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà cái shape túi nó sẽ như vậy. Thì nó sẽ không phải những cái kiểu túi hình vuông, hình chữ nhật hay là những cái túi tote bag mà có dây kéo hay gì. Mà đây là một cái loại túi mà mọi người có thể bỏ hết tất cả mọi thứ mọi người cần vào trong cái túi này. Sau đó rút cái dây túi này lại nè. Đó, vậy là xong. Rất là đáng yêu luôn á mọi người nè, nhìn thấy dễ thương không? Thì đây là một cái túi đến từ thương hiệu Teddy Black. Cách đây khoảng một tháng thì mình đã nhận được chiếc túi này từ Teddy Black. Mặc dù là mình được gửi chiếc túi này để sử dụng, nhưng mà tất cả những ý kiến của mình trong video này đều là ý kiến của mình nha, chứ không phải là mình được sponsor hay là những quảng cáo để mà nói tốt cho brand hay gì đâu. Cái túi này là một cái túi mà mình rất là thích dạo gần đây, tại vì cái shape của nó là một cái kiểu túi rất là dễ sử dụng á. Mọi người có thể mặc với rất là nhiều kiểu outfit khác nhau. Ngoài ra thì ở đây cái phần dây này nó là một cái phần dây mảnh, và mọi người có thể điều chỉnh cái độ dài của cái dây để phù hợp với lại chiều cao của mọi người hơn. Và ở đây nó còn có một cái miếng lót bự hơn nè mọi người có thấy không? Cái miếng lót này mọi người có thể di chuyển. Thì bình thường á, như nếu mà chỉ là cái dây mảnh như vậy thôi mà mọi người đeo một bên, đeo cả ngày mà mọi người đựng nhiều đồ quá thì có thể sẽ bị đau vai. Cho nên là cái miếng này, cái bản bự như vậy thì sẽ giúp cho cái dây này nó sẽ không có bị làm đau cái vai của mọi người á. Còn về chất liệu của cái túi này thì bình thường mình hay thấy bucket bag là loại túi da bóng, da lộn á, cho nên là mình không có thích lắm. Nhưng mà đây là một chiếc túi dạng da mà da nhung mịn như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy là cái chất da của nó rất là mịn. Ngoài ra thì cái shape nó đứng như vậy nè mọi người, chứ nó không bị eo uột mà nó bị mềm á. Cái phần thân này nó hình chữ nhật như vậy nè, và nó hơi hở một chút xíu, thì khi mọi người để nó có thể đứng yên như vậy. Cái form nó rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn. Mở ra bên trong này thì bên trong này đựng được rất là nhiều đồ. Đó, nó như là cái hố đen vũ trụ của mình vậy mọi người. Cái hố đen của con gái thì mọi người biết là đã bỏ quá trời đồ ở trong này, nhưng mà nó vẫn rất là gọn nhẹ. Và ở bên trong, cái loại da bên trong thì là da bóng. Đây mình có thể show cho mọi người xem nè, mọi người có nhìn thấy không? Thì ở phần trong nó là da bóng, cho nên là nó sẽ không có bị trầy cái túi. Nếu như mà mọi người để những cái đồ linh tinh ở trong này quá nhiều, nó cũng không có bị trầy được. Và cái chất liệu da này rất là tốt. Ngoài ra nếu như mọi người chưa biết đến cái brand này thì đây là Teddy Black New York. Mặc dù tên là Teddy Black New York, nhưng tất cả các sản phẩm túi của hãng đều được gia công tại Ý và đều là chất liệu da thiệt từ Ý luôn. Và những sản phẩm này được hướng theo cái hướng gọi là sản phẩm cao cấp á, cho nên là những cái đường nét design và những cái tiểu tiết chi tiết đường kim mũi chỉ rất là đẹp và rất là sắc nét luôn. Ngoài ra thì Teddy Black cũng có rất là nhiều cái kiểu túi khác nhau dành cho nhiều phong cách khác nhau. Như mình thì mình ít khi bận đồ kiểu sang trọng quý phái hay là bận đầm mang cuốc các kiểu, cho nên là mình thích cái kiểu túi casual này hơn, thì mình có thể bận với nhiều outfit khác nhau. Còn nếu như các bạn thích kiểu túi công sở mà kiểu như có cái wire đeo ở ngay tay vậy nè, cho nhìn nó tiểu thư và nó nhẹ nhàng hơn á, thì mọi người có thể lên trên website, mình sẽ để link ở bên dưới này để mọi người có thể xem ha. Có nhiều mẫu túi đẹp lắm mà mình rất là mê, nhưng mà nếu như mà để dùng hàng ngày thì mình sẽ lựa chọn cái túi này. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem ở bên trong nó như thế nào ha. Đúng rồi, đi kèm với cái túi thì nó sẽ có một cái bóp nhỏ bằng cũng bằng chất liệu da và màu đen vậy luôn. Nhìn thật sự rất là sang chảnh và xịn luôn mọi người nè. Đó, có dây kéo màu vàng gold rất là đẹp. Thì cái túi này mọi người có thể bỏ ở trong này cũng được, hoặc là mọi người bỏ ra ngoài cũng được, tùy mọi người thôi à. Đây, bên trong mình sẽ có một cái túi này. Đây là cái túi makeup bag của mình. Mình nghĩ đây cũng sẽ là cái món đồ mọi người tò mò nhất đúng không? Thì đây là một cái túi của Benefit. Mình mua trong một cái đợt nào đó của Sephora, mà nó bán trong này là một cái kit là gồm cái túi này với những sản phẩm mini size của Benefit thôi. Nhưng mà bây giờ mình chỉ dùng cái bao này thôi à, để đựng đồ make up của mình. Bên này mình có một cái gương thì chắc chắn là mình đây là dây sạc điện thoại của mình. Mình bỏ ở đây để cho nó không có bị rối và cũng không có bị dơ cái sợi dây á. Cái này là cái hộp tai nghe mình mới lấy ra chứ mình chưa có dùng cái đó đi. Đây là một hộp má hồng, thì đây là má hồng của Tarte màu Ornate. Đây cũng là một cái mini size thôi, có 1.5g thôi à. Nhưng mà đây là một cái màu hồng kiểu hồng coral, hơi rất nhẹ thôi. Màu này rất là xinh luôn, và chất phấn của Tarte giữ màu cũng được khá là lâu. Mà mình đi học hàng ngày mình chỉ đem theo những cái mini vậy thôi để gọn nhẹ. Đi kèm với cái đó là mình đem theo cái cọ này, là một cái cọ mini medium sculpting brush của Real Techniques. Một cái cọ rất là đáng yêu, nhỏ xíu thôi à.
Thì cọ này á, cái cọ này lúc mà mình mua thì nó là cọ tạo khối, nhưng mà mình cảm thấy cọ này dùng làm đám má hồng cũng không vấn đề gì hết, nên là mình đã đem theo cho nó gọn nhẹ. Tiếp theo bên trong này là một miếng, khỏi cần nói mọi người cũng biết là gì rồi ha, con gái mà ai cũng sẽ đem cái đó theo thôi. Ngoài ra mình có một cái chai khoáng này của Fresh. Đây là Fresh Vitamin Nectar Antioxidant Glow Water. Cái này là bao nhiêu ml? Này là 5ml thôi à. Đó, mình chỉ đem theo để xịt trong ngày thôi. Cái chai này nhỏ xíu nên mình dùng cũng sắp hết rồi. Đây, còn lại thì chỉ là son thôi, không có gì hết. Mình đem theo 4 cây son. Hiện tại mình đang thích sử dụng những cái màu này. Thường á là mình sẽ một tháng mình sẽ thay một lần. Thì hiện tại mình đang đem theo cây này là của NARS màu Monarch. Cũng là một cây mini size luôn. Cây này mình có swatch rồi, mọi người có thể lên xem cái clip son 2N của mình ha. Đây là cái màu mình sẽ swatch nhanh ra tay cho mọi người xem. Đây là một màu kiểu đỏ nâu, hơi ánh cam nhẹ. Chất son của NARS thì rất là mềm mịn, cho nên là dành cho những ngày mà môi mình cảm thấy khô và mình không thích đánh son kem lì thì mình sẽ sử dụng em này liền. Tiếp theo là cây son Maybelline Super Stay Matte Ink. Màu này màu số 135 Globe Trotter. Không biết mình đọc đúng không nữa, nhưng mà đây là cái màu đó. Cây son này thì mình mới mua gần đây thôi vì mình thấy cái màu rất là xinh á. Và chất son của em này bám màu rất là đỉnh luôn á mọi người, bám cả ngày luôn. Và mình thấy cái mùi nó cũng không có vấn đề gì hết. Mùi rất là thơm, mùi kiểu bánh cookie á. Màu này đẹp lắm luôn á mọi người. Đây là một màu kiểu hơi cam cháy nhẹ, màu cam cháy có pha ánh đất nữa, rất là xinh luôn. Xinh lắm luôn á. Rồi, qua tới thỏi son tiếp theo. Mình vẫn còn bỏ trong bọc tại vì mình sợ nó bị trầy. Đây là thỏi YSL màu 416, mình đã nhắc đến rất là nhiều rồi. Đây là thỏi son mình rất là thích luôn á. Một thỏi son 2N màu cam cháy. Và đây là chất son bóng nha mọi người. Đây là một thỏi son bóng 2N mà mình rất là thích. Cho nên là mình thường hay phủ lên trên môi lớp trên cùng á. Những cái ngày mà mình cảm thấy môi mình muốn căng mọng chút, không muốn đánh son quá lì thì mình sẽ xài son này. Thỏi son cuối cùng trong cái makeup bag của mình là thỏi son mình vừa mới mua tuần này. Mình vừa mới nhận được khoảng 2-3 ngày đấy thôi à. Đây là thỏi son của 3CE. Dòng này là dòng son thỏi mới mọi người. Cái cây này mình quên mất cái dòng này dòng gì rồi, nhưng mà cái màu mình mua là màu fluffy red. Thì hôm bữa Sananda có free shipping toàn thế giới luôn, cho nên là mình đã tranh thủ mua son ngay lập tức. Tại vì bình thường mình mua son từ 3CE là ship tới Phần Lan tới 20 đồng lận đó mọi người, tiền ship còn mắc hơn tiền son nữa, cho nên là mình toàn canh free ship mình mới mua không à. Thì đây là màu fluffy red nha. Cái màu này lúc mình mua mình nghĩ là nó sẽ đỏ đậm hơn, kiểu đỏ đất á. Nhưng mà hóa ra nó chỉ là một màu đỏ hồng, hơi trầm một chút xíu thôi. Thì mình cũng không có mình cũng không ghét màu này mà mình cũng không thích màu này lắm. Mình bình thường, nhưng mà mình expect là cái màu nó sẽ đậm và nó có ánh cam. Nhưng mà cái màu này không có ánh cam, màu này chỉ có ánh hồng thôi nha mọi người. Nhưng mà được cái chất son này của 3CE rất là mềm, mềm một cách bất ngờ luôn á. Tại vì đó giờ mình hay xài cái thỏi 3CE màu 909. Thì cái chất son nó hơi rít và nó hơi cứng một chút, nhưng mà chất son này rất là mềm, lướt lên môi rất là mướt luôn. Mà mình chỉ mua có hai màu thôi à, cho nên là không biết mọi người có muốn xem swatch của em này không ha. Với lại son này ra cũng lâu rồi á, cho nên là mình nghĩ chắc mọi người không hề thích xem cái swatch này đâu. Nói chung là chất son này khá là ok và màu giữa cũng được khoảng 6-8 tiếng vẫn á. Dù cho mọi người ăn thì màu son vẫn còn dính ở trên môi. Tiếp theo thì ở trong này mình có, đây là cái bóp tiền của mình. Thì đây chỉ là một cái card holder thôi, là một cái ví đựng thẻ mọi người. Đây là một cái bóp mình cũng mới mua hồi tuần trước của Trust and Kit. Không biết mình đọc đúng nữa, nhưng mà đó thì đây, nó chỉ đơn giản là một cái bóp màu đen để mình đựng thẻ vậy thôi à. Tại vì từ hồi mình qua Phần Lan á, thì mình không có xài tiền mặt nữa. Ở bên này xài thẻ thì nó sẽ tiện hơn á. Thì mình sẽ đựng tất cả những cái món thẻ cần thiết của mình ở trong cái bóp này, rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Nó nhẹ đó mọi người, nên là mình thích xài khác hơn đỡ hơn là xài bóp là vậy. Ở đây mình có một cái tuyếp kem tay. Cái này là của CeraVe. Đây là dành cho da cực kỳ khô. Tại vì bàn tay của mình nó rất là khô luôn. Mình không hiểu là sao mà khô mà chóc da luôn á mọi người. Nhìn tay mà dài á. Nói chung rất là ghê mà. Mình thì mình thích xài cái gì nó thơm á. Mình đã từng xài của The Body Shop, mình mua rất là nhiều mùi về. Xong đó mình xài thì da mình quá là nhạy cảm đi, cho nên là bị dị ứng mùi hương á mọi người. Nên là mình không thể xài những cái mà có mùi hương như vậy được nữa. Mặc dù mình rất là thích cho nó rất là thơm, nhưng mà mình không dùng được. Cho nên là mình đã phải mua cái em CeraVe này. Nó không có mùi và nó không làm gì khác ngoài việc dưỡng ấm hết. Cho nên là đây là một loại kem lành tính dành cho da tay của mình. Tại vì tay mình nếu mà bị dị ứng mùi hương là nó sẽ bị ngứa. Cho nên là mình phải mua cái em kem này để nó lành tính và nó làm cho tay mình mềm hơn. Vậy thôi à. Sắp hết rồi. Thì ở trong này mình có
tai nghe. Một cái thẻ đi bus của mình. À, một cái em mắt kính râm. Đây là cái giấy thấm dầu của Jose. Mình được bạn tặng cho cái này để xài. Đây chỉ là một cái miếng thấm dầu bình thường của Jose thôi, chứ không có gì hết. Rồi, à, cuối cùng chính là chìa khóa nhà của mình. Hết. À, hết rồi đó. Chủ yếu là mình chỉ muốn khoe cái túi này cho mọi người biết thôi. Tại vì đây là một chiếc túi rất là xinh. Để mình rút lại đã cho nó đúng form. Thì đây nè, đây là chiếc túi mình rất là thích. Tại vì mình thấy nó rất là dễ dùng, mặc được rất là nhiều cái outfit khác nhau. Mình sẽ đính thêm một vài cảnh quay mà mình đã phối đồ chung với cái túi này cho mọi người xem ha. Và cái chiếc túi này rất là đơn giản và chất lượng cũng rất là tốt nữa. Đây, mặc dù là một chiếc túi rất là cao cấp và thiết kế cũng đẹp mắt nữa, nhưng mà cái giá của mình mà phải bỏ ra cho cái túi này không quá mắc như là các túi mà kiểu như fancy mà mình phải trả thêm tiền cho thương hiệu của người ta đó. Mặc dù nó vẫn mắc đó, nhưng mà thật sự thì chất lượng của nó quá tốt đi, cho nên là mọi người vẫn có thể đắn đo suy nghĩ xem là có nên mua cái túi này thay vì mình phải bỏ tiền ra mua những cái túi mà nó bị overpriced quá không nha. Thì tất cả các thông tin về chiếc túi này mình sẽ để link ở bên dưới này cho mọi người tham khảo thử ha. Video này là hết rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video lần này của mình nha. Thật sự đây là một cái video cực kỳ ngẫu hứng luôn. Hồi sáng thì mình mới đi học về là mình đã lên đồ và quay video này cho mọi người xem nè. Mình mong là mọi người sẽ thích video lần này. Tất cả những thông tin về cái túi mình đang sử dụng cũng như là những sản phẩm make up mà mình có đề cập đến trong video này cũng như là trên mạng mình đang có thì mình sẽ đều để tên ở bên dưới phần thông tin mô tả, mọi người có thể mở ra để xem thêm ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Đừng quên like và subscribe channel của mình ở bên dưới này nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.